Xin chào các bạn. Tiếp tục với cái chủ đề chia sẻ những cái tài nguyên làm video bằng Camtasia, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bộ chuyển cảnh rất là đẹp được thiết kế sẵn để chúng ta sử dụng cho Camtasia. Và nếu bạn nào đã đăng ký thành viên của kênh YouTube rồi thì các bạn cứ liên hệ để nhận miễn phí nhé. Còn những bạn nào chưa đăng ký thành viên thì các bạn hãy đăng ký thành viên để mà sở hữu hoặc là có thể liên hệ để mà mua những cái tài nguyên này. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng bật cái phần mềm Camtasia lên, và đây chính là cái bộ chuyển cảnh mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong ngày hôm nay. Thì nó được chia làm hai phần. Một là dùng cho những cái phiên bản Camtasia cũ hơn, ví dụ như là Camtasia 18, 19. Và một cái phần thứ hai là sử dụng cho Camtasia 2020. Thì nếu các bạn đang sử dụng phiên bản Camtasia nào thì chúng ta sẽ sử dụng nha. Sau khi mà các bạn đã tải về rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đưa những cái tài nguyên này vào trong phần mềm Camtasia. Thì các bạn sẽ bật cái folder mà các bạn vừa tải lên. Sau đó thì nếu như các bạn đang sử dụng cái phiên bản nào thì chúng ta sẽ chọn cái file phiên bản đó các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp đúp nó vào. Thì ở đây các bạn thấy là các bạn cần phải mở Camtasia trước, thì nó đang nhấp nháy này, có nghĩa là nó sẽ thông báo cho chúng ta là mình có muốn import cái này vào thư viện Camtasia hay không. Thì đến bước này thì chúng ta sẽ chọn cái thư viện để lưu cho nó nhé. Thì ở thư viện Camtasia thì các bạn thấy là nó sẽ có thư viện mặc định nè và thư viện Camtasia mới. Như vậy thì các bạn muốn đưa vào cái thư viện nào thì chúng ta chọn nha. Ở đây thì mình sẽ chọn là tạo mới một cái thư viện nha, tạo mới một thư viện, sau đó thì mình chọn là import. Thì những cái thành phần đó lập tức được import vào trong phần mềm Camtasia. Và nó sẽ hiện ra một cái folder như thế này. Các bạn thể nhấp vào đây để xem nhé. Đây là cái thư viện mà mình vừa đưa vào. Thì sau khi mà các bạn đưa vào rồi thì sau này chúng ta có thể là đổi tên và chúng ta sắp xếp. Cho nên cái việc này thì các bạn cũng không phải lo lắng gì. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem thử là nó có những gì nhé. Thì đây chính là những cái phần đã được thiết kế sẵn cho chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đưa những cái tấm hình vào để mà sử dụng những cái hiệu ứng này các bạn nhé. Mình sẽ nhấp đúp vào cái khu vực này, hoặc là các bạn có thể nhấp vào đây và chọn Import Media. Sau đó thì tìm đến cái phần hình của mình nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn một số tấm hình như thế này. Rồi mình sẽ chọn là Open. Bây giờ thì mình sẽ đưa những cái tấm hình này xuống. Các bạn có thể là cầm kéo qua bên này. Hoặc là chúng ta có thể chọn nha, chọn nhiều tấm rồi sau đó thì chúng ta sẽ đưa nó xuống một lần. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ dùng chuột này, mình tô hết nè, và mình nhấp phải nè, mình chọn Add to Timeline. Thì tất cả những tấm hình đó nó sẽ đưa xuống dưới thanh timeline để cho chúng ta biên tập. Như vậy thì bây giờ mình sẽ phóng to lên một chút để cho quá trình biên tập nó được dễ dàng các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đưa những tấm hình xuống rồi thì trước khi đưa hiệu ứng vào thì các bạn cũng nên kiểm tra lại xem thử là những cái tấm hình đó nó đã vừa khung hình hay chưa nhé. Nếu chưa vừa thì chúng ta có thể điều chỉnh. Mình ví dụ như là những cái tấm hình mà nó kích cỡ nó không đồng đều như thế này thì các bạn thể là co giãn nó một chút và chỉnh lại cái khung hình sao cho nó đẹp nha. Ở đây thì mình cũng sẽ làm luôn, kiểm tra lại hết toàn bộ nha. Có những tấm mà chúng ta không điều chỉnh được thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Ví dụ như tấm này nếu các bạn kéo giãn lên thì nó sẽ mất cái hình người đây, thì mình sẽ để nguyên như thế này. Sau khi mà các bạn đã điều chỉnh lại hình ảnh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đưa hiệu ứng vào. Các bạn sẽ vào lại cái một thư mục là library này và đến thư viện chúng ta. Thì ở đây thì có rất nhiều cái hiệu ứng ở đây, do vậy mà mình sẽ demo một vài hiệu ứng để cho các bạn xem nha. Mình đầu tiên là mình sẽ kéo cái hiệu ứng xuống như thế này. Thì ở cái chỗ tiếp giáp giữa hai cái tấm hình như thế này thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái hiệu ứng. Các bạn có thể là dùng chuột này, các bạn kéo qua để chúng ta xem cái thời gian của nó nhé. Đó, nó như thế này. Rồi đến những cái hình khác thì các bạn sẽ làm tương tự. Chúng ta có thể để ở giữa hai tấm hình hoặc thì nó lệch một chút tùy vào cái hiệu ứng và tùy vào cái ý đồ nhé, tùy vào cái ý đồ của các bạn. Để cho quá trình đưa cái hiệu ứng này ở giữa hai cái hình nó đơn giản thì chúng ta sẽ sử dụng cái thanh phóng to như thế này nha. Chúng ta có phóng to lên, zoom lên để cho quá trình thao tác nó được dễ dàng. Đây mình sẽ đưa một số hiệu ứng vào. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách sử dụng cái bộ hiệu ứng chuyển cảnh trong Camtasia. Và mình xin dừng cái video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ những cái tài nguyên sử dụng Camtasia trong những cái video mới các bạn nhé. Xin chào các bạn.